Nga công bố thương vong vụ nổ trên cầu nối Crimea. Giới chức Nga ngày 8 tháng 10 cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng sau khi một xe tải phát nổ, khiến bồn chứa nhiên liệu ở toa xe trên cầu Kursk tại Crimea bốc cháy. Theo thông tin sơ bộ, 3 người đã thiệt mạng, Ủy ban điều tra của Nga thông báo qua một tuyên bố. Ủy ban này nói thêm nạn nhân được cho là hành khách trên một ô tô gần chiếc xe tải phát nổ, AP cho hay. Tuyên bố cho biết thi thể hai nạn nhân, một nam và một nữ, đã được đưa lên bờ và chờ xác nhận danh tính, song không cung cấp chi tiết về thi thể thứ ba. Ủy ban chống khủng bố của Nga cho biết vụ đánh bom xe tải đã khiến 7 toa tàu chứa nhiên liệu bốc cháy, dẫn đến việc một phần cây cầu bị sập. Các nhà chức trách đã tạm dừng các chuyến tàu hỏa đi lại qua cầu Kursk cho đến khi có thông báo mới. Ngay sau vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị thành lập Ủy ban Chính phủ để điều tra nguyên nhân và nhanh chóng khắc phục hậu quả. TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 8 tháng 10. Sergei Aksionov, người đứng đầu chính quyền thân Nga tại Crimea, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh sau vụ việc. Bộ Năng lượng Nga cho biết Crimea vẫn còn đủ nhiên liệu dùng trong 15 ngày và đang tìm cách bổ sung nguồn dự trữ. Cầu Kursk kết nối bán đảo Crimea với mạng lưới giao thông của Nga. Cây cầu được khởi công năm 2015 với kinh phí khoảng 3,7 tỷ USD và khánh thành vào năm 2018. Đây cũng là cây cầu dài nhất châu Âu với chiều dài 19 km, cho phép ô tô và tàu hỏa qua lại, theo Reuters. Cây cầu có vị trí chiến lược quan trọng khi bắc qua eo biển Kursk nằm giữa biển Đen và biển Azov. Moscow đã sử dụng cầu này để vận chuyển xe bọc thép vào các khu vực miền nam Ukraine kể từ đầu chiến dịch quân sự.